Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Doanh nhân vào bếp. Vâng, bên cạnh Chí Thuận là thí sinh tiếp theo của cuộc thi Phạm Nguyễn Thái Hằng, một cô gái năng động, trẻ trung và vô cùng cá tính. Ngày hôm nay Thái Hằng mang đến đây tin chắc sẽ mang đến một màu sắc mới cho gian bếp của Doanh nhân vào bếp. Và nếu thường đoán xem chắc là khoảng 9 nít đúng không? À, bạn sai rồi, Hằng sinh năm 88. 88 và tròn trẻ quá. Không biết công việc hiện tại của Hằng là như thế nào? Hiện tại Hằng đang làm giám đốc marketing cho một cái thương hiệu NY Spa, thì là thương hiệu mỹ phẩm đến từ Úc. Và song song đó thì Hằng cũng đang điều hành và quản lý một cái thương hiệu dạ hội, đầm dạ hội cho các quý bà và các nàng, thì mang thương hiệu Victoria. Thì bà bật mí cho Thuận nghe một cái bí mật nữa là những bộ trang phục Hằng đang mặc ở đây lại mang một thương hiệu C, là thương hiệu riêng của cá nhân. Là đang đồng hành ba thương hiệu như vậy luôn. Thực ra thì Chí Thuận cũng là biết trước về bạn rồi, cho nên ngày hôm nay khi mà biết là sẽ quay chung với Hằng á, Thuận cũng chuẩn bị một bộ vest phải lịch lãm để làm sao mà đứng với một cô gái thời trang nó phù hợp hơn, đúng không? Bạn thật là lịch lãm và đẹp trai, ngại quá. Cảm ơn bạn đã có lời khuyên có cánh cho Thuận. Và Thuận hỏi luôn là không biết là hiện tại tình trạng của Hằng như thế nào, độc thân hay là đã có gia đình rồi? Hiện tại thì Hằng vẫn đang độc thân, nhưng mà Hằng vẫn đang ở riêng, ở độc lập với bố mẹ, và Hằng chỉ ở cùng một em trai. Thì có nghĩa là một căn nhà chỉ có hai chị em ở với nhau thôi. Hằng chia sẻ đó là Hằng có quá nhiều công việc như vậy. Thế thì công việc như vậy mình có thời gian để mà vào bếp để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình với em trai? Thực chất là nói là để mà ngày nào vào bếp thì cái chuyện đó là gần như là chuyện không thể. Nhưng mà khi nào rảnh thì em trai Hằng vẫn là số 1 trong lòng của Hằng. Thì cuối tuần thì hai chị em sẽ không nấu nướng ở nhà mà quay lại về với ba mẹ ăn cơm gia đình. Còn những cái ngày trong ngày, trong tuần ấy, thì hai chị em lại nấu nướng cho nhau ăn. Em Hằng cũng như Hằng, ai về nhà sớm thì sẽ hỗ trợ nhau trong cái vấn đề đó. Nhưng mà ai là người nấu ăn? Thực chất là Hằng là người nấu ăn. Vậy là Hằng có được tin về cái phần nấu ăn của mình không? Thực chất ra thì nếu mà ở những cái gian bếp gia đình thì hôm nào tâm trạng như thế nào, nấu như thế nào thì ra ăn như thế đó. Nhưng mà nếu mà ngày hôm nay ở đây và ghi hình với nhiều người xem như thế này thì thật sự là cũng hơi có một chút gọi là không có tự tin cho lắm. Vì không biết cái khẩu vị ngày hôm nay mình nấu ra cho mọi người ăn, mọi người thưởng thức sẽ như thế nào. Vâng, và thông thường thì Hằng sẽ nấu những món ăn gì ở nhà? Thường thì do Hằng ở với em trai thì em trai từ nhỏ thì rất là khó ăn, bị dị ứng rất là nhiều thực phẩm, cho nên là thực phẩm chính mà em trai Hằng ăn được chỉ là bò, gà và mực, chỉ có ba thứ đó thôi. Cho nên Hằng khi mà Hằng nấu ăn, Hằng cũng phải nương theo cái khẩu phần của em mình nhiều lắm. Cho nên là hai chị em hướng theo một cái phong cách ăn là ăn theo châu Âu nhiều, có nghĩa là thịt bò nhiều, thịt gà nhiều, còn những cái cá rồi đồ tanh á thì em Hằng lại không ăn được nhiều, cho nên là hạn chế rất là thấp. Có thể thấy là Hằng cũng rất là thích nấu ăn, cũng như là quan tâm đến sức khỏe ăn uống của gia đình mình, đúng không nào? Thế thì hôm nay khi mà đến với cuộc thi thì Hằng sẽ mang theo món ăn gì? Thật ra ban đầu Hằng mang đến cuộc thi là món bistec, nhưng cái đó là cái món gọi là yêu thích và sở trường của Hằng. Nhưng mà khi mà mình muốn đặt để một cái câu chuyện vào cái cuộc thi và mình muốn đặt cái tâm huyết mình vào để làm một món ăn thì chọn món ăn em Hằng thích nhất. Đó là món mì baguette. Đó là lý do vì sao mà bạn chọn món mì baguette. Và đây có phải là món sở trường của bạn không? Gần như cũng là sở trường sau món bistec. Và rõ ràng là Hằng mang đến đây cũng là một câu chuyện và là một thông điệp đối với những người trẻ tuổi như Hằng, bận rộn với công việc kinh doanh và rất nhiều công việc như thế, thế nhưng là vẫn luôn giữ lửa cho gian bếp gia đình của mình, cũng như là chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Và thật là đây là điều rất là hiếm gặp giữa thời đại công nghệ 4.0 hiện nay. Cảm ơn Thuận rất là nhiều. Thế nhưng Hằng thấy sao? Thật chất ra là khi mà mình bộn bề với công việc, mình gạt bỏ được những cái ở ngoài xã hội để mình về với cái gian bếp của mình, thật chất ra nó gần như là một cái gì đó ấm cúng nhất trong cái thời đại 4.0 mà hiện giờ Hằng đang muốn giữ lại. Cảm ơn những chia sẻ của Hằng đại diện cho những cô gái trẻ trung, năng động và thành đạt. Và Hằng ơi, cho Thuận hỏi là để thực hiện món mì ý baguette này của mình á, thì mình sẽ cần có những cái nguyên vật liệu cũng như là những gia vị nào? Ok, thì để thực hiện cái món mì spaghetti này thì mình gồm có 3 công đoạn chế biến ha. Một là dành cho mì, hai là mình dành cho phần nước sốt, và ba là mình dành cho cái phần thịt. Đó, thì ở thịt là Hằng sẽ làm 3
pha trộn giữa thịt bò và thịt heo, thì mọi người sẽ rất là thắc mắc là tại sao mọi người chỉ nghe được spaghetti bò nhưng mà không bao giờ mọi người nghe được spaghetti heo. Tại vì ở đây mọi người biết khi mà thịt bò khi mình sơ chế nhiều nó sẽ rất là khô. Đúng rồi. Thì khi mình pha được một chút cái độ mềm mại của thịt heo và thịt bò thì cái độ mềm của thịt trong cả một món ăn nó là hoàn hảo. Wow. Cái này là do hai chị em ăn dần với nhau thì rút ra được những cái vấn đề này, nhưng mà thật sự khẩu vị này là của em trai hàng. Nghĩa là cả đó. Heo và bò mình mix lại với đúng nhau rồi. Luôn. Nhưng mà mình ít theo tỷ lệ là bò nhiều hơn heo, 70-30. Đó, đó là cái phần thịt, còn cái phần sốt thì chủ yếu chỉ là cà chua thôi. Thì cà chua mình sẽ bầm nhuyễn mình làm theo sốt, nhưng mà nếu để ra được đúng thì các bạn cần có ba thứ nữa. Thứ nhất là ngò gai khô, thứ hai nữa là mình sẽ có cái này là cái ngò đó, ngò của Việt Nam mình mà người ta sấy khô, người ta xay nhuyễn ra. Còn cái này là cái ngò Tây. Ba cái này bạn sẽ ra được cái hương vị mì Ý đúng của bên. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi bạn Hằng sẽ thực hiện món mì Ý đúng hương vị châu Âu. Và ít phút nữa chúng tôi sẽ quay trở lại gian bếp này để cùng với lại chuyên gia thưởng thức món ăn này. Ok, chúc bạn thành công với món này nha. Yeah. Yeah. Vâng, xin chúc mừng bạn Lê Hằng đã thực hiện thành công món ăn này. Và ngày hôm nay đồng hành cùng với các chúng ta không chỉ riêng có kỹ thuật đâu, mà còn có chuyên gia ẩm thực với rất là nhiều năm kinh nghiệm. Anh sẽ đồng hành cũng như là thưởng thức món ăn và đưa ra nhận xét từ mình và giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn. Anh Chánh Trần là food blogger nổi tiếng được nhiều người biết đến. Và anh Chánh thân mến, ngày hôm nay thì anh sẽ thưởng thức những lời đánh giá về món ăn này. Đầu tiên thì cho phép anh xin chúc mừng em hoàn thành cái bài thi của mình. Anh được 2 năm liền anh đại diện cho các hãng liền nổi tiếng thế giới, cho nên mấy cái này nó không có lạ với anh ha. Mình đi vô chuyên môn ha. Trước khi mà mình bắt đầu á thì anh cũng làm việc đúng của anh thôi, là em có cái chia sẻ về cái suy nghĩ và cảm tưởng của em về cái đồ ăn của mình. Thực chất ra em không phải là một chuyên gia đúng hết. Em chỉ là một người chị để nấu món ăn cho mẹ mình ăn. Cho nên đối với em, chất lượng nó vẫn hơn là cái sự trình bày. Và em nghĩ là cái tâm huyết em đặt vào đây đủ để món ăn nó trở nên hoa so với cho người bạn ăn. Ok, rồi anh hỏi ha. Cái món spaghetti này đúng đó là nó chỉ xài có cái nghĩa thôi. Chánh thử thì Chánh thấy cọng mì này á, nó là cái cọng mì spaghetti, đó là cọng mì Ý cơ bản. Nào, bạn hàng đó làm cái món này là nó là mầm, có nghĩa là sốt cà. Bạn đó tôi xài một chút xíu là nó cho cái tỏi phi trên mặt á. Thì thường thường là mì Ý là đúng, người ta không cho tỏi phi, bạn đó tôi xài theo cái kiểu việc của mình. Thế là mấy ha.
sorry nha, coi cái dĩa mì ra ha. À, đến đây cái nước xung quanh cái sợi mì nó hơi nhiều, sốt các bạn nó chưa có được nó chưa có được sệt đó. Tại vì cái thành phẩm của spaghetti đó là cái nước sốt nó phải sệt, xong rồi cái nó phải có cái màu đỏ đậm của cà chua. Đây mình có cái cọng mì thì chắc nó chưa có ăn, nhưng mà chắc đoán là cọng mì đã bị vụn qua ADT rồi, cho nên là giờ mình ăn thử nè. Nói chung là chương trình này cũng không may lắm, nhưng mà mời Chánh làm bài giám khảo tại vì Chánh rất là khó chịu. Anh khắc khe quá, nhưng mà xin thưa với anh là chỉ là thí sinh, là dân dân thôi, cho nên không phải là một bài bếp chuyên nghiệp đâu ạ. Nhưng mà chắc chắn là những cái chia sẻ của anh sẽ là một cái gợi ý rất là tốt cho bạn. Chánh á, anh có cái góp ý về các vị á, thì nó vừa, đó là cái khẩu vị của người Việt mình, có nghĩa là nó rất là nhiều mùi vị trong đó, nó thơm mùi tỏi, là nó thơm tất cả gia vị mà mình bỏ vô, xong rồi mình lại cho cái lá ngọt gác lá rau tây thơm trên mặt nữa. Nhưng mà cái cọng mì này nó bị vượt qua ADT rồi, có nghĩa là khi mà nấu cái cọng mì ấy, nó sẽ có một cái phần là chín vừa đúng để sẽ có một cái lỗi sống giữa cọng mì, nhưng mà mình ăn nó còn sực thì cái đó gọi là ADT. Khi mà ăn ADT đó thì cái cọng mì của mình nó vui hơn, mà nó không phải là báo nó có độ sang rất nhiều, mình chỉ vượt qua ADT. Sốt của mình nó chưa có được đậm màu, nó chưa có được sáng. Rất là tiếc nếu mà lỡ cho anh giám điểm là chỉ chấm cái này mà thì thôi ha. Chúc mừng ha. Vâng, một lần nữa Chí Thuận xin được cảm ơn anh Chánh Trần đã dành thời gian đến tham gia chương trình ngày hôm nay, cũng như là có những cái góp ý rất là chân thành và rất là tốt dành cho Hằng, để cho Hằng có thể có thêm những kinh nghiệm để lần sau mình thực hiện cái hàng này nó hoàn thiện hơn nữa. Nếu như Hằng thì coi cái gì muốn nói với anh Chánh Trần? Thật sự là em rất là cảm ơn sự góp ý và đóng góp chân thành của anh cho cái món ăn của em. Thì thật sự ra để mà cái mì nó qua cái đoạn ăn tới mà em nhìn cộng mì là cơ bản là em đã biết rồi, nhưng mà khi mà mình không đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhưng mà cái hòa mì hôm nay tôi cũng hơi bị quá lỗi. Dạ, còn cái thời gian của chương trình, cái thời lượng của chương trình nó không cho phép đủ để cho em làm cái sốt nó vừa ý hơn khi làm ở nhà. Vì cái hot spaghetti này tụi em ở nhà tụi em có thể làm cho một miếng cà phê để tủ lạnh, và mỗi ngày em sẽ để microwave em cho cái thời đại 4.0 này, nếu mà công việc của em không cho phép em có thể mỗi ngày mỗi nấu, thì đây sẽ là một cái gọi như là phương thức cứu chữa kịp thời cho em và em trai của em, nhưng không phải ra ngoài nhưng mà phải ra. Dạ. Dạ. Anh thấy rồi, cái chuyện đó là em đem cái khẩu vị cả gia đình mình ăn và nó rất là ngon. Nhưng mà vậy cái chuyện mà đó chỉ là cái chia sẻ của mình nên cái kiểu mà mình chút. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Hằng, chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt cho phần thi này của mình. Nếu như có cơ hội vào vòng trong thì mình sẽ hoàn thiện hơn nữa, đúng không nào? Và đặc biệt là cũng xin cảm ơn Chánh Trần đã tham gia ngày hôm nay. Và quý vị thân mến, quý vị đừng quên tiếp tục theo dõi chương trình Doanh Nhân Vào Bếp. Để vì sao? Để vì chúng ta có thể tìm hiểu được những món ăn thơm ngon đến với Việt Nam của mình, cũng như là có thể biết được thêm nhiều doanh nhân khi họ vào bếp sẽ như thế nào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.